Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-30 nhé. Dòng xe thuộc phân khúc crossover, gầm cao 5 chỗ, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và được bán ra thị trường với hai phiên bản, bao gồm phiên bản Mazda CX-30 2.0 Premium và phiên bản 2.0 Luxury. Với sức cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường, thì dòng xe Mazda CX-30 này đang cạnh tranh với chiếc xe Honda HR-V hay là cạnh tranh với chiếc xe Corolla Cross, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn những cái phiên bản mà phù hợp nhất với anh em. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda CX-30 2.0 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 664 triệu, với cái chính sách giảm tiền mặt lên đến 15 triệu, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lót cốp. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 770 triệu. Trả góp thì đang là 220 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 761 triệu. Trả góp thì đang là 203 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 748 triệu, trả góp thì đang là 185 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại cái bản Mazda CX-30 này thì bên em cũng đang rất là sẵn xe để có thể giao ngay cho anh em, cũng như là đang có một cái mức giá vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Đó, với cái chính sách như thế này thì anh em cũng nên cân nhắc là đặt cọc sớm để được hưởng cái chính sách tốt nhất anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-30 2.0 Premium. Bản này đang có mức giá là 704 triệu. Với cái chính sách ở thời điểm này thì đại lý bên em cũng đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản nữa. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 817 triệu, trả góp thì đang là 233 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 808 triệu, trả góp thì đang là 215 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 794 triệu, trả góp thì đang là 197 triệu. Với cái bản Mazda CX-30 Premium này thì bên em cũng đang tương đối là sẵn xe để có thể giao ngay cho anh em. Và mức ưu đãi anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi ngay cho em, để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết để anh em dễ hình dung nhất anh em nhé. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại, trừ trực tiếp tiền mặt, về quà tặng, cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Mazda CX-30 ở cái thời điểm ngày 15 tháng 11 của năm 2023, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.